chào tất cả các bạn. Tôi vừa mới đi tham gia một cái buổi tọa đàm về chủ đề kinh tế số và vai trò của sinh viên trong thời buổi kinh tế số. Thì trong cái buổi tọa đàm có rất nhiều các cái điều trăn trở của các em sinh viên, và các em ấy đưa ra khá nhiều các cái câu hỏi thú vị. Và trong đó thì có một cái câu hỏi mà tôi nghĩ rằng là tôi nên chia sẻ ra với các bạn. Cái câu hỏi của em ý là trong cái thời buổi công nghệ như thế này thì liệu cái nghề kế toán tương lai là có thể sẽ bị thay thế bằng công nghệ máy móc ấy. Nên là các em ý rất là lo sợ là khi ra trường là sẽ bị thất nghiệp nhiều ấy. Đấy, và cách đây khoảng 2 ngày thì cũng có một em đăng lên trên một cái trang của group kế toán ấy. Em ấy bảo rằng là trước đây thì em ấy học về nguyên lý kế toán thì em ấy rất là yếu. Thế và khi em ra trường thì em không tự tin. Thế nên là em ấy không dám theo nghề kế toán. Và em ấy đã bỏ nghề kế toán mấy năm nay rồi. Nhưng mà bây giờ em ấy đang thấy bảo rằng là bây giờ đi làm kế toán là không cần phải chắc nghiệp vụ, mà bây giờ phần mềm là máy móc là nó làm được hết rồi. Trên đấy là nó có sẵn hết tất cả các nghiệp vụ, thế nên là không cần chắc nghiệp vụ vẫn làm được. Thì bạn ấy hỏi là có phải như thế không? Đấy, thì tôi trả lời với bạn ý rằng là bây giờ máy móc công nghệ hay là phần mềm ấy, nó chỉ giúp cho công việc của chúng ta nhanh hơn thôi. Nhưng mà nó vẫn phải có, chúng ta vẫn phải có kiến thức. Tôi lấy ví dụ như bây giờ các bạn muốn đưa một cái hóa đơn đấy vào phần mềm thì các bạn phải có kiến thức về hóa đơn đấy, nó có hợp lý, hợp lệ, hợp pháp không, nó có đủ điều kiện khấu trừ không. Chứ trên phần mềm nó đâu có nhận biết được là cái hóa đơn đấy là có hợp pháp hay không, hay có được, có đủ điều kiện khấu trừ hay không đâu, đúng không các bạn? Mà lúc này ví dụ trên đấy nó chỉ lập trình các cái bút toán, ví dụ như là liên quan đến mua hàng thì các bạn vào phân hệ mua hàng và các bạn sẽ khai ở trên đấy, thì trên đấy nó có sẵn bút toán là nợ 156, nợ 133 chẳng hạn. Đấy, thế nhưng mà cái 133 đấy có đủ điều kiện khấu trừ không thì các bạn phải dùng kiến thức ở trong đầu của mình và các bạn phải am hiểu thông tư luật thuế, đúng không? Đấy, thế kể cả về nghiệp vụ cũng thế thôi. Về nghiệp vụ bây giờ đơn giản như là về tài sản nhá. Thì bây giờ tài sản thì nó có rất nhiều tình huống. Nó chỉ có được những cái lập trình, những cái nghiệp vụ cơ bản thôi. Còn những cái tình huống rối rắm thì nói chung là chúng ta vẫn phải dùng cái kiến thức ở trong đầu của mình. Ví dụ như bây giờ bút toán về tài sản thì có thật. Ghi nợ 211 thì có, đúng không? Thế nhưng mà ví dụ như bây giờ gặp phải một cái hóa đơn mua tài sản mà chúng ta lại phải áp dụng theo luật thuế, tức là bây giờ cái tài sản đấy chúng ta mua ví dụ như nó là mấy tỷ thì bây giờ luật thuế nó không cho mình khấu hao mấy tỷ mà nó chỉ cho mình khấu hao 1,6 tỷ thôi, và cái tiền thuế chúng ta chỉ được khấu trừ tương đương 1,6 tỷ trở xuống thôi. Đấy, thì lúc này nếu mà các bạn không hiểu biết ấy, bây giờ thấy cái hóa đơn đấy, cái ô tô đấy là 2 tỷ, tiền thuế là 200, thì các bạn cứ thấy các bạn nhập vào đấy là 211 là 2 tỷ, 133 là 200, đúng không? Đấy, thì từ cái không hiểu biết như thế thì dẫn đến cái hậu quả là nay mai công ty mình sẽ bị truy thu và phạt thuế. Bởi vì cái thuế đấy nó có được khấu trừ tất đâu, hay là cái phần khấu hao đấy nó có được khấu hao tất thế đâu. Nhưng mà trên phần mềm nó đâu có nhận biết được như thế đâu, đúng không các bạn? Đấy, thế nên là không phải là máy móc công nghệ nó có thể thay thế được con người, mà lúc này chúng ta vẫn cần phải chắc nghiệp vụ. Thế nên là tôi trả lời với các em sinh viên rằng các em trong lúc mà còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì hãy cố gắng chăm chỉ học để lấy cái kiến thức. Còn nay mai ra thì công nghệ máy móc nó chỉ giúp cho chúng ta làm nhanh hơn, rồi thì làm được nhiều việc hơn. Ví dụ như tôi làm dịch vụ kế toán ngày xưa, nếu mà làm trên sổ viết tay thì tôi chỉ nhận làm được 5-7 công ty thôi. Còn bây giờ tôi có thể nhận làm 5-70 công ty. Bởi vì phần mềm nó hiện đại thì chúng ta làm nhanh hơn, đúng không? Đấy, hay là ngày xưa thì tôi chỉ nhận làm ở quanh Cầu Giấy được thôi. Nhưng bây giờ thì tôi nhận trên toàn quốc được. Bởi vì công nghệ thì có thể người ta scan chứng từ người ta gửi cho tôi. Hoặc là bây giờ
tờ khai thuế là chúng ta nộp qua mạng đúng không nào, thì nó sẽ giúp cho con người ta nhàn hơn và chúng ta phát triển được công việc của mình được mạnh mẽ hơn nhờ công nghệ máy móc. Tuy nhiên là nếu các bạn mà không chắc, các bạn mà không giỏi thì liệu các bạn có dám tự tin để nhận nhiều việc không, khi mà công nghệ nó cho phép mình làm trên toàn quốc đấy, nhưng mà bây giờ các bạn không giỏi chuyên môn các bạn có dám nhận không, đúng không nào? Thế nên là mình đầu tiên là mình phải trang bị kiến thức nền cho nó thật là vững chắc đi đã. Đấy thì nó giống như cái móng nhà ấy, cái móng nhà của chúng ta, cái nhà chúng ta muốn muốn xây cao tầng thì nó phải có cái móng chắc chắn đúng không nào? Đấy thì cái nghề kế toán này cũng vậy. Bây giờ là đang thừa lượng thiếu chất, chúng ta không sợ bị thất nghiệp nếu như mà chúng ta giỏi. Máy móc công nghệ không thể thay thế được, mà lúc này nó sẽ giảm thiểu con người. Tuy nhiên nếu chúng ta giỏi, chúng ta chuyên môn nghiệp vụ của chúng ta chắc thì chúng ta sợ gì thất nghiệp đúng không nào? Con người giỏi lúc nào cũng được trọng dụng. Thế nên là như hiện nay nhá, thì cái người học kế toán ra thì rất nhiều, nhưng người làm được việc thì vẫn rất là ít, và vẫn đang có rất nhiều bạn là bất mãn với nghề, chán nghề. Trong khi đó thì rất nhiều các bạn học viên của tôi từ những chuyên ngành khác các bạn ấy nhảy sang, các bạn ấy học thì đến bây giờ các bạn ấy ra các bạn ấy bứt phá, thu nhập thậm chí gấp mấy bạn các bạn cử nhân kế toán ra đi làm hàng bao nhiêu năm cơ. Tại vì các bạn ra mà đi làm bao nhiêu năm mà các bạn cứ dạt dẹo ở các vị trí kế toán phần hành, kế toán nội bộ thì bây giờ công việc thì vất vả, lương thì thấp, dẫn đến cái việc là các bạn bất mãn, các bạn chán nghề đúng không? Thế nhưng mà đấy, học viên của tôi ra bây giờ bạn nào cũng cứ tiếc nuối rằng là không biết khóa học của cô sớm. Tại vì các bạn ấy thay đổi công việc từ chỗ làm những cái vị trí phần hành thì bây giờ ra lại làm được kế toán tổng hợp, kế toán thuế nó chuyên trách. Thế rồi từ từ chỗ đi làm hàng chục năm mà lương mới có gọi là trên dưới chục triệu. Bây giờ có những em ra bây giờ lương mấy chục triệu, thu nhập mấy chục triệu. Đấy, thế nên là khẳng định một điều rằng càng thời buổi công nghệ thì chúng ta nếu mà chúng ta giỏi chúng ta càng phát triển. Đấy, thế và máy móc công nghệ nó không thể thay thế được kiến thức con người. Thế nên là các em cứ yên tâm yên chí, học hành chăm chỉ, lĩnh hội đầy đủ kiến thức ở trong trường, cộng với cái việc mà ra bên ngoài kia chúng ta áp dụng công nghệ máy móc. Đấy, thì lúc này công việc của chúng ta sẽ rất là phát triển một cách gọi là bứt phá. Đấy, ví dụ như từ chỗ mà làm dịch vụ kế toán ngoài giờ ngày xưa chỉ làm được gần thì bây giờ làm toàn quốc đúng không? Hoặc là ngày xưa chỉ làm được 10 10 20 công ty thì giờ có thể làm hàng trăm công ty. Đấy thì đấy là cái điều mà rõ ràng là nó giúp cho con người ta rất là phát triển bứt phá, nhưng với điều kiện các bạn phải biết tận dụng cái công nghệ máy móc đấy và các bạn không để nó dẫn dắt mình. Ví dụ như bây giờ có thời buổi công nghệ máy móc các bạn không học, các bạn lấy dùng cái công nghệ máy móc đấy để các bạn chơi giải trí nhiều đúng không nào, thì dẫn đến cái việc là rõ ràng là nó hại chứ nó chả có lợi lợi cái gì. Đấy, thế nên là những cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ở đây là sinh viên thì phải chăm chỉ mà học học để lấy kiến thức, nay mai ra vận dụng công nghệ máy móc nữa thì công việc của các bạn nó mới phát triển được, chứ máy móc công nghệ nó không thay thế được yếu tố con người các bạn nhé.